Chào tất cả các bạn. Chúng ta đang ở nhà hàng Thị Tạ, một trong những nhà hàng có thể là gọi là có tiếng tăm ở Long An của chúng ta. Và hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn một số thức ăn ở nhà hàng này. Và món đầu tiên là không thể thiếu đậu Hà Lan. Món khai vị. Và món đầu tiên đây, xin các bạn hướng mắt về máy quay. Đây là một món bún gạo gồm có tim, cật và thịt heo, thịt nạc. Đây đây. Đó. Đây là món mà khi mà chúng ta về quê, trong tất cả các bàn đám giỗ chúng ta đều sẽ bắt gặp những món này. Chỉ có thay thế là nhiều khi thành thịt heo, thành thịt vịt hoặc thịt gà. Vậy thôi. The Đây, được. This is the make up right to the we want to the some of the heart and the liver of the pork, you see, and vegetable, the carrot and the mushroom. It's to some meat dish, and Vietnamese food is very famous. Đợi lâu, hồi nãy giờ mình chờ hơi lâu, mình cũng thấy hơi bực rồi đó, nhưng mà thôi giờ lên món rồi. Đây, hải sản, lỗi hải sản, tôm thịt đó, ăn kèm với bánh phồng tôm đó, còn ngon. Cái này đẹp mắt không? Cái này see the spectrum of the food in Vietnam. In sushi, this is the juice of the coconut, and they mix it the salad here. You can see salad and some beef and cream. And in the southern of the Vietnam, people they like it, like to do this. Và món này rất là đặc biệt, tại vì nó dành cho một cái người bạn ăn chay, một người bạn ăn chay của tôi đi cùng. Đây là món đậu hũ chiên sả, không biết có ớt không, để tôi coi. Hình như cũng có miếng ớt á. Cái món này nói chung cũng không đặc biệt gì, chỉ có một cái là làm nhanh gọn lẹ, mà tới nãy giờ mới lên. You see, this is the famous meal in the world. If you go into the China, you can see the Chinese food. They call it is tofu in Vietnam. The different tofu in Vietnam, they use it to boil about the oil with the lemon to mix it. And it's some of the special stuff for Vietnamese people. Và món đây sẽ là món cuối cùng và là món bestseller của quán. Đó là món gà quay ăn kèm với lại bánh bao chiên sẽ có cái màu rất là đẹp. Yes, you see, this is the special meal in Thị Tạ. This meal you can see usually in the wedding party. They use this in the wedding party in on North Eastern Vietnam. In the Chinese this in the wedding party. Because they like to the this they call it dumpling. Dumpling is a Chinese food. They call it màng thầu. The Vietnamese con is the bánh bao. This dumpling is made in Chinese food, and this is the chicken of barbecue. In Vietnam and the Chinese, it is the same, and you can see it in the Thailand, Laos, Cambodia. You can see this meal is the same about the Chinese food. Đây một cái tinh hoa tinh túy của dân tộc, một nồi lẩu miền Tây. Món cuối cùng. Món cuối cùng đây là lẩu chua cay. Đây lẩu chua cay hải sản. Đây là loại thức ăn mà được du nhập từ Thái Lan qua đó, còn Việt Nam là chỉ có canh chua cá lóc đây thôi. Là tôm. Yeah, tôm sú nha. Đây là cá viên, cá thác lát. Đây còn đây là cá viên, bò viên. Rồi đây là mực. Rau nhút. Xô đũa. Xô đũa nè. Ai dê ăn xô đũa hết dê. Đây là rau muống. Muống ăn. Còn đi hot pot in Vietnam. Hot pot in Vietnam food is it is same of the Thailand. Yeah, they use some you see the seafood. And it is some of the vegetable here. It's do like vegetable. And this is the flower in Vietnam. Rồi chúng ta đã xong cái bữa tiệc ngày hôm nay.
hẹn tất cả các bạn vào một buổi tiệc sắp tới chúng ta sẽ có nhiều thêm nhiều buổi tiệc. Cảm ơn các bạn, cảm ơn phiên dịch viên, cảm ơn các bạn đã ngồi đây, chủ đầu tư này đó, đây là chủ đầu tư đó. Cảm ơn bạn YouTuber Harry.